Ok, hai sao bạn đã trở lại với Sinu mình là Hành Viên Nguyên Minh đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Làm Cảnh Sát nha bạn. Hôm nay là thứ bảy nên mình làm tới 3 video để cho bạn xem cho đã nha mọi người. Đó, hôm nay ưu tiên các bạn xem nhiều video nha. Đó. Và hôm nay mình sẽ thực hiện những nhiệm vụ VIP các bạn. Ở cái phần trước á, cái tập mà mình ra lúc 11 giờ là nó bị thiếu các bạn. Đang quay video thì video nó bị lỗi nên nó không có hiển thị tiếp, chứ thật ra cái phần nó dài tới ba mấy phút lận. Mình quá chi tức rồi nên mình tiếp tục mình quay lại để mình làm tập 2 cho bạn xem nha. Tập 1 đó là mình có phần giải cứu con tin rất là hấp dẫn nữa bạn, nhưng mà video đó đã kiểu bị lỗi rồi nên không có phần khúc sau được bạn, nên chỉ có khúc giải cứu nhà tù thôi. Nên bây giờ mình sẽ chơi bù lại cho bạn xem nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhận một nhiệm vụ, đó là mình đi đến một cái club trong thành phố để điều tra một vụ án ở đó nha mọi người. Thì bây giờ mình đang trên đường đi đó, nhưng mà mình trước tiên thì mình phải về đồ, mình mặc cái giáp các bạn ơi, mới nhận nhiệm vụ cái luôn. Các bạn nếu ủng hộ mình thì nhớ để lại cho mình xin một like một subscribe nha các bạn. Nếu mà nhiều like nhiều lượt view thì mình sẽ gán mình làm mà 2-3 video một ngày cho các bạn xem nha. Còn bình thường thì hiện tại sẽ có 2 khung giờ có video như bạn các bạn, đó là 11 giờ trưa và 6 giờ chiều nha mọi người. Nếu còn các bạn yêu thích nữa thì mình có thể làm một ngày 3 video đó, hoặc là 4 video luôn, nhưng mà các bạn phải ủng hộ mình, phải đăng ký nhiều vô nó. Nếu mà đủ 1.000 like đi, mỗi video đủ 1.000 like hết á, thì mình sẽ mỗi thêm 1.000 like là thêm một video nha mọi người. Đó, nói vậy cho tiện, tại giờ này mình cũng đang có thời gian rảnh các bạn, nên mình rất là chăm chút lại cho kênh của mình. Rất mong là các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới nha. Chào mấy đồng chí, chào mọi người, cho mình xin cái giáp cái đi. Trời ơi, lại quýnh da đen này nữa nè, vô tình thấy thôi. Ở đồ chúng tôi hiền lắm, chúng tôi chưa biết bao giờ là đi nghe hắn. Hôm nay lên đường, nghe nói là đang có một vụ quýnh lộn ở cái chỗ cái gọi là quán 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 nhậu các bạn à. Dùng từ Việt Nam đi các bạn, quán nhậu các bạn. Quán nhậu nó đánh lộn các bạn, để mình chỉnh thời tiết cho đẹp cái. Quét trơn nè. À, trời đẹp làm clear là một. Ok. Đó. Chỉnh trời mây trong sáng nha các bạn, cái tầm tối nó nguy hiểm lắm. Thì nghe tin tình báo của người dân báo thì có một vụ ẩu đả quán nhậu ha, là chửi bới sầm gì đó, người dân gọi công an tới quán nhậu kiểm tra. Thì ok, mình có mặt các bạn ạ. Chánh đường đi mọi người, chắc vụ này mình không cần gọi hỗ trợ đâu các bạn. Thường thường là mình đi một mình thôi nha các bạn, nhưng mà theo các bạn yêu cầu rồi, sắp tới là mình sẽ kiếm thêm hàng đồng đội để đi chung cho nó vui nhà vui cửa nha. Đi một mình các bạn sợ mình có chuyện quá các bạn, kiểu gặp chuyện không hay được các bạn, bị mình úp sọt được các bạn sợ, nên ok. Bữa nay thì mình vẫn còn cấp cua bắp nên chưa có lính đi chung các bạn, vài bữa đó mình lên chức đi rồi mình mới có lính đi chung chứ. Ai công an tới các bạn. Ôi quán nhậu này hả, Don't not am the west bank you near the club or you will be attacked, có nghĩa là mình không được móc súng ra khi đi vô cái club này, không được móc vũ khí ra khi đi vô cái quán nhậu các bạn, nếu mà móc vô là mình sẽ bị bắn đó. Đồ má rồi luôn, chết mẹ rồi, gọi vô đây gặp dân chơi không rồi sao đây, má vô được ra được không ta. Nó kêu mình kiếm một chiếc xe van ở trong đây, má đi bộ vô hả, móc súng ra lần cứt liền các bạn ạ. Nó nói vậy đó, mình dịch ngắn gọn lại là móc súng ra là mày mẹ đi chậu ông bà liền á. Vô đây tìm một chiếc xe van nữa, hình như mấy cái cửa này mày ơi, hình như lại mấy cửa này nó có mở ra không ta. Bình tĩnh bình tĩnh, mình phải giữ cái phong thái của mình. Các bạn gọi trước cho mình chiếc xe cứu thương nha mọi người, đây có chiếc xe nè mà chiếc đó đâu giống đâu vậy. Ê bình tĩnh bên trai, à đây nè đây nè, có một chiếc xe van bị mất cắp trong đây à. Ở đây mày giang hồ quá các bạn. Ở đây rồi các bạn ơi, xe này là sao ta, sao đây dân chơi lên xe hả. The van is locked, try to find the key inside club. Xe đã bị khóa các bạn, chìa khóa thì nó nằm trong cái club á. Ơi đủ má cái gì vậy, mẹ nó không ra bạn, mình có đang solo ấy 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 ác vậy.
Má nó bắn mẹ chọc viện mẹ chung quý hình chung rồi. Mấy con chó này mắc dại thiệt các bạn ạ. Má mày, mẹ mày, khốn nạn, cướp đơn ATM á không mấy luôn. Bây giờ mẹ, bây giờ phải trả thù. Xuống đi anh bạn, mẹ bắn mình nhập viện luôn bạn. Mấy con chó này, mẹ nó bắn mày chung quý hình chung mày lên đường luôn. Bỏ đi anh trai, mẹ vô bệnh viện của bạn. Mình thề thù này mình phải trả các bạn. Má không trả không làm công an nữa. Tao gọi tám lực lượng lại tới bao vây tụi bay nè. Mẹ từng thằng luôn, tao bắn chết mẹ hết rồi. Tao bắn chết hết rồi tao mới đi vô tao lấy chìa khóa. Khốn nạn các bạn. Má mình vô bức xúc quá, mình rõ ràng mình không mẹ không cầm súng ra luôn mà nó ghét mình, nó vẫn bum mình các bạn à. Chó cây thật. Má nè. Mấy này là mình tức quá mày ơi. Tao cho mày tắm máu ở đây luôn nè. Tao tuy yếu nhưng tao gọi đồng đội các bạn. Các bạn kêu mình chơi không có không có chỉnh nó bắt tử thì mình chơi đàng hoàng các bạn, nhưng mà mày nói chút dạy mình quá. Mình cay quá. Chó này mình gọi đồng đội mình tới các bạn. Tao tao yếu nhưng mà đồng đội tao đông nè. Mình phải chơi mà đúng kiểu chuẩn như vậy. Cái kiểu mà chơi mà mình nhập bắt tử thì không còn gì vui nữa các bạn ơi, mình nói thiệt luôn á. Mày hả mày, tao nhận lại nhiệm vụ nè mày, tao biết nhiệm vụ này rồi. Quán nhậu mà cướp xe giấu xe đúng không bà nội mày? Tới nơi đi các bạn, rồi mình gọi anh em ra các bạn. Tụi này nó chết chứ mình, mày không chết thì tao chết, đơn giản vậy thôi. Thì này mình gọi lực lượng, hết lực lượng luôn, quân đội, công an, dân quân, tự vệ, cái gì mình cũng gọi tới, coi tụi bay trốn ở đâu, bao vây hết khu vực đó các bạn. Bốn ngàn thì mới vừa đụng xe là không thích rồi đó, mà xe này có cái cản cũng được. Police station đây, mọi người dừng lại, tất cả phương tiện phía trước dừng lại. Con mắm thúi đó, đó chạy bà con mắm thúi đó đi các bạn ơi, không quan tâm. Mình không quan tâm tới mấy nhỏ đua xe này nữa, mày đua kệ cha mày, tao đi đi làm nhiệm vụ của tao rồi, không ai rảnh đâu mà bắt hoài. Bắt một lần hai lần nhớ mặt thôi chứ mẹ bắt hoài làm biếng lắm. Giờ phải đi trả thù. Bu đông đông rồi đúng không, bay đông đúng không, tao hú còi nè, không sợ đúng không? Gọi cho tôi lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát khu vực liên bang, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát đặc nhiệm liên bang, gọi thêm chiếc y tế đấy nữa, chôn tụi này đây luôn, nghe nó gọi hết, gọi máy bay tới luôn, nghe mày. Tới đây mày, gọi hết tới đây, con mẹ đó. Tôi về chỗ này, mấy em chỉ vô đây thôi tôi. Mẹ mày, tất cả các đồn lên đây luôn anh em ơi. Mày nghe tiếng radio nó báo tới không? Xuống đây mấy em chỉ. Vô đây. Mẹ nó, tụi này nó mắc dạy với em lắm rồi. Trời xe tới các bạn. Má mắc dạy lắm rồi mấy em chỉ ơi, em nói thiệt. Em gọi mấy em chỉ tới đây không phải vui đâu. Nó bắn kìa mấy em chí, mẹ à, lắc luôn á, mẹ mày, mày chết với tao. Lên mấy em chí, mẹ như đây lực lượng mình ngán nữa hả, chơi nó làm gì mày hả mày, công an giao thông cũng lên luôn, lên. Ôi bắn chúng tôi. Mày hả mày, mày hả mày, lực lượng anh hơi bị đông, xông vô mấy em chí, xông vô mẹ mày, nhờ hả mày, nhờ hả mày, biết sức mạnh của công an chưa?
Đó các bạn, hiếu quý làm việc không phải vậy. Mày núp ở đây hả mày? Đó, dọn hết tụi này luôn các bạn. Cầm cái sọt anh vô đây. Ồ, còn một mình thôi. Ấy, chết mẹ, chỗ này nó bị lắc các bạn ơi. Nó bị bút bóp lắc rồi. Rồi sao về trái đất đây các bạn? Má ơi, mình nếu mình bay vô lòng đất thì sao giờ? Mọi người. Mình ở cái gì đấy? Cái gì đấy? What the hell? Ê, xong các bạn ơi. Ê, công an ở ngoài, mấy anh đệ mình phải tìm cái chìa khóa mà cái nhà này nó bị bút cốc lắc rồi, không vô tìm được. Mẹ nó, cày cứu thế nhờ. Không vô được các bạn ơi, nhà này nó bị lỗi DLC rồi. Không kêu vô được. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tên tội phạm bị tiêu diệt các bạn ạ. Mà bỏ tặc láo về 14 tên các bạn, 15 16 hai bên tên bên hông mới là cần 20 tên tội phạm các bạn. Khốn nạn các bạn. Dám láo với đội mà squad là vậy đó các bạn. Chết liền các bạn. Sao? Cho cái nhà đó bị lắc nên không vô lấy chìa khóa được các bạn ơi. Biết sao giờ. Đó. Bây giờ để tôi làm thêm một nhiệm vụ nữa cho hoành tráng. Cái nhiệm vụ này là ở tập trước nè bạn, mình đang làm cho bạn coi á, thì nó bị lỗi nè. Đây nè bạn, nhiệm vụ này nè bạn đó, ở phần trước á, là ở cái tập mà mình mới ra bạn thì nó bị lỗi, nó quay nó bị thiếu, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm lại cho bạn coi nha. Nó nhiệm vụ mà bảo vệ thằng VIP đó, là mình sẽ tấn công vô tòa nhà đó, mình giải cứu nhân vật VIP, rồi mình chở nhân vật VIP đó về cái về một cái địa điểm bí mật các bạn, chở tổng thống về điểm bí mật để tổng thống không bị bắt được các bạn. À, mình đi giải cứu tổng thống các bạn, giải cứu tổng thống bị bắt giữ á, mà tập phần trước là mình làm chưa có xong mà nó bị lắc á. À, con mắm thúi nữa, để mình bắt con mắm thúi đó các bạn. Rồi xong đó các bạn, mắm thú đó cứ đi cái gì vậy má, chạy xe đè vô xe ta nữa sao hồi máu người ta hiu máu rồi. À hiu có hiu nè các bạn, à hiu máu luôn nè, amo amo hiu máu trăm không có bạn. Sau đấy đầy máu rồi ta. Xét quế đơ. Thôi nghĩ đến đó mình khỏi cần giáp luôn. Mình lên đồn nó mình lấy giáp luôn các bạn. Đó. Mình sẽ dọn xong cái quán nhậu đó các bạn. Mẹ nó, quán nhậu mà dám chống đối chính quyền các bạn. Rồi lên đây mình giải cứu khách VIP luôn các bạn ơi, giải cứu tổng thống luôn các bạn. Tại phần trước mình làm hay lắm các bạn mà nó bị bỏ lỡ nên rất là tiếc luôn, nên mình quyết định mình làm lại nha. Và cái những cái sự kiện trong đây nữa bạn, những cái như giải cứu tổng thống hay gì á, từ từ thì mình cấp bậc của mình sẽ lên cao và mình unlock được nhiều nhiệm vụ hơn nữa nha. Nên các bạn nhớ theo dõi mình nha, càng về sau nhiệm vụ càng hấp dẫn hơn đó mọi người. Nhớ để lại cho mình xin một like, một subscribe kênh để đăng ký ủng hộ channel mình nha. Đừng coi mà quên đăng ký đó. Đi đường tắt các bạn ơi. Ôi dạ, ui. 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 Má lộn các bạn. Trời ơi, sắp mặt lờ luôn. Ui da. Má ơi, giờ lộn này ngoài đời chắc mẹ đi vô bệnh viện mà nắng lại cái đầu các bạn. Cái đầu nó bị lắc các bạn, nó lộn tới lộn lui mấy lần nó lắc luôn á, mất trí nhớ luôn á. Chứ không giỡn đâu. Đấy. Đòn này là đi giải cứu tổng thống các bạn, mình giờ mình mới hiểu cốt truyện của nó là mình đi giải cứu tổng thống nha. Lên đường mấy anh trai ơi. Má chết mẹ, có viên súng lục rồi sao giờ, để coi có cái nào mà nó mặc giáp được không ta. Giáp là amo, không có amo rồi, thôi kệ bà đó.
Chơi tới đâu tới đi. Lên. Đi nè mấy ông chí. Mấy sĩ quan này, sĩ quan FBI không hả mọi người? Đi thôi. Kỳ này tụi mày chết. Mình sẽ cùng với đồng chí FBI này mẹ đi đi bắt tụi nó nha mọi người. Chắc mình phải nhập bắt tử các bạn ơi. À, bắt tử xíu thôi bạn. Tại mình mắc giáp rồi chứ nó bắn không chết được đâu. Đây các bạn, chúng ta phải tìm trong cái ngôi nhà này để tìm đường giải cứu tổng thống nè. Sẵn sàng đi đồng chí ơi. Lên đường. Không lên. Không lên. Lên. Mẹ nó tụi cầm súng canh đúng giả nè. Lên. Kỳ này mình nãy rồi. Áp sát vô các bạn. Phải áp sát vô hạ gục mục tiêu. Có súng rồi bạn ơi, có súng rồi. À, tàu hạm nó trốn trong nhà nè. Hai tên. À, SWAT đi phải chuyên nghiệp các bạn. Phải tìm được tổng thống nhanh lên các bạn ơi. Mình có 5 phút rồi đó. Hay. Lên 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 anh em ơi. Ui. FBI đang đi sau lưng mình để hỗ trợ các bạn. Có dòng ngoài nữa nè. Mình không bắn lẹ là tụi nó có quân chi viện tới đó các bạn ơi. Phải làm lẹ nha. Tới rồi anh ơi. Đó, quân mình tới các bạn. Lên nhanh lên, đột kích lên lầu 2, đột kích lên lầu 2. Quân mình đang chiến đấu các bạn. Lên lẹ lên lẹ lên lẹ. Mày hả mày? Một tên. Hai tên. Tổng thống đấy rồi. Lên đường tổng thống. Kéo tổng thống đi lẹ các bạn ạ. À. Trong lúc đoàn nghị sĩ họ còn chiến đấu. Thì tổng thống bên đường này nè, ông cứu đội. Tổng thống ngu quá. Xin lỗi. Chết mẹ tổng thống bị bắn. Chạy lại tổng thống. Đi thôi tổng thống. Chạy đường ra. Ê. Quá đông vậy. Đi tổng thống ơi. Má ông đứng hồi ông chích mẹ giờ. Chúng sắp hết đạn rồi. Đi 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 lẹ 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 ông cứu nội. Không đóng đâu rồi. Má máy bay nó rớt trên đỉnh luôn kìa. Ông tổng thống ông không biết đường xuống cái gì á. Có kệ. Tổng thống rồi. Đây là lượng của mình các bạn. Đây rồi. Mã ơi không chạy đâu vậy. Đi cầu thang đằng kia không đi. Đi cầu thang này. Tụi nó tới nữa các bạn ơi. Tụi nó đông lắm. Mình phải kiếm đường mà tổ tổng thống đi trước. Lên xe tổng thống. Đồng đội mình ở lại yểm trợ đi các bạn. Mình phải di chuyển trước lẹ. Lên lẹ không có nổi, trời ơi bị bắn mày như cái mền rồi, gọi nó ghê. Tụi nó sẽ quằn tới nhanh lắm mọi người ơi. Đó, đây là nhiệm vụ đặc biệt. Nhanh lên, nhanh lên. Khủng bố đó bạn, ui nó tới kìa. Ui. Oh my god. Nó chỉ đuổi mình kìa mọi người, có cả máy bay luôn kìa. Tránh đường đi, tránh đường cho tổng thống đi. Giờ rất là nguy cấp các bạn, mình phải chở tổng thống đi tới ngoài khơi để mà cho tổng thống mà thoát nạn các bạn. Không quả này là mẹ tổng thống mà rớt về nơi nghỉ cuối cùng á. Bây giờ tụi nó đang chi đuổi mình 100% luôn á. Chỉnh trời sáng lên xíu coi. Trời, à, buổi tối này các bạn coi không có đã chứ không gì đó. 1 giờ đi. Đó. Ôi, nó bắn kìa mọi người. Mẹ nó bắn kìa. Ôi nó bắn ghê, trời ơi. Các bạn nhìn nó bắn ghê không?
Né. Trời. Tôi bị bắn nha mọi người. Bị bắn như phim luôn á. Nguy hiểm quá. Oh my god. Trời ơi, ơi nó ê, chết mẹ lo nhìn nó mẹ sập gụ luôn rồi. Chết hổng. Xe nó tới rồi kìa. Ôi. Mình đang quay phim nha các bạn xem luôn á, chết mẹ hết bất tử luôn á các bạn ơi. Ây da. Bảo vệ tổng thống các bạn. Dù giá nào mình cũng phải bảo vệ tổng thống, mình gọi đặc nhiệm tới. Cho đây hơi đơn vị SWAT tới hỗ trợ. Chúng tôi đang chở tổng thống nha, bạn bị truy đuổi rất là gắt. Trời ơi, nó bắn được. Mày hả mày. Để qua thế lợi các bạn. Cái máy bay nó rụng rồi. Mày đụng vô đít xe nè. Sắp tới các bạn ơi. Ôi, tới nơi để chở tổng thống đi rồi. Nhanh lên. Ôi, mắc lái. Ai á. Yểm trợ tổng thống nào. Mấy bé. Yểm trợ. Tụi nó kìa. Xuống, yểm trợ đi chứ. À. Chúng mày. Ở đâu? Nó lại một người vắng. Đó. Tới nơi các bạn ơi. Chở tổng thống vừa kịp tới nơi các bạn. Đáng lẽ là tụi nó dí tới đây luôn các bạn, nhưng mà đéo biết sao tự nhiên tới đây và tụi nó không dí nữa các bạn. Thì tập trước là mình tụi nó dí tới đây là tụi này khô máu tụi nó luôn các bạn, bắn nhau chiến lắm, bắn nhau kinh khủng lắm. Tập này có vẻ như tụi nó nhờ các bạn nhát các bạn sợ rồi nên ha. Ok ha, video này sẽ kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu các bạn thích video này nhớ để lại cho mình xin một like và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.